Alo, chào các em. Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau ha. Từ bữa tới giờ thầy bận quá, mà rảnh thời gian thì lại dành cho khối 6, khối 7, khối 8. Cho nên là hơi hơi thiệt thòi cho các anh chị lớp 9 ha. Hôm nay thầy rảnh, thầy sẽ dạy cho các em cái nick số 1, 2, 3 của khối 9 vòng 14 để các em chuẩn bị thi vòng 15, vòng 16 ha. Hiện tại thầy đã mở khóa học V92 để luyện thi dòng hiện tỉnh đại số các em nhé. Một khóa 93 thầy đang gấp rút hoàn thiện, thiên về nó sẽ là hình học. Khối chính thầy sẽ bù cho các em vào vòng tỉnh rồi vòng quốc gia ha. Thầy sẽ ra những khóa học kỹ hơn. Rồi bây giờ ta thi bài thi đầu tiên. Em chuẩn bị máy tính, vào túi, nháp, bút, viết, vân vân. Đi tìm kho báu. Nick số 1. Nick số 1 thầy đi nhanh thôi. Nick số 2 thầy sẽ giải kỹ càng tất cả các ô. 4 cộng căn 8, cái này bấm máy thôi kèm. Nhân cho căn của 2 trừ căn 2 cộng căn 2. Và nhân tiếp cho căn độ 2 cộng căn 2 cộng căn 2 bằng 2. Này thì cũng bấm máy thôi, trừ 0,005 nhân cho căn của 625 00 trừ 5/4, đổi ra số thập phân gọn nhất, trừ 1,25. Toàn bài bấm máy không nhỉ? Nhưng mà đi thi sinh giỏi thì các em phải biết xử lý những dạng toán này nha. Những dạng toán này thì ở trong khóa học V91 thầy cũng luyện luyện toán viết nhiều rồi. Còn đây mình thi viên bích thì mình cũng đừng có mất thời gian về những cái biến đổi nháp đó. Bấm cái nào tôi bấm máy được thì bấm. Bây giờ các em bài này thì các em tìm giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức trong căn nè. X bình phương trừ 4x cộng 13. Thì các em dùng chức năng trong khóa học V91 các em tìm giá trị nhỏ nhất đi. Rồi, giá trị nhỏ nhất của nó là 9 các em nhé. Dễ thấy nó sẽ bằng x trừ 2 tất cả bình cộng 9 ha. Nó sẽ lớn hơn bằng 9. Từ đây suy ra căn của cái này nè, nó sẽ lớn hơn bằng căn 9 đó, tức là nó sẽ lớn hơn bằng 3 đó. Mà thầy luyện toán viết nè, hả, căn 9 là 3, cái này lớn hơn bằng 3 thì thầy nhân hai vế cho âm 1 thì bên này thành âm 3, đổi chiều, nhân hai vế cho số âm phải đổi chiều, lớn bằng thành bé bằng. Rồi tiếp tục thầy suy ra tiếp, thầy cộng hai bên cho 15 ha, cộng hai bên cho 15, bên này thì cộng 15, bên kia cũng cộng 15, 15 cộng âm 3 thì ra là 10, 12. Vậy giá trị lớn nhất là 12 ha, đạt được khi x bằng 2 đó. Rồi bài này thì các em thử dùng chức năng tìm x trong khóa học V91 thử coi. X cộng 3 cộng 4 lần căn của x trừ 1, x cộng 3 cộng căn 4 x trừ 1 cộng căn của x cộng 8 trừ 6 lần căn của x trừ 1 bằng 5. Rồi đợi xíu qua máy nó giải ra không? Máy nó đứng rồi. À, nó ra rồi. Nó ra nhưng mà nó ra nhiều nghiệm cái mời. Người ta hỏi giá trị lớn nhất của x thỏa mãn. Tức là bài này sẽ ra nhiều đáp án đó. Không? Nó sẽ ra nhiều đáp án. Như vậy mình buộc phải giải tay được kìa. Rồi, ta biến đổi bằng tay ha. Bây giờ thầy sẽ biến đổi cái x
cái căn thứ nhất là thành x trừ 1 cộng 2 nhân 2 nhân cho căn của x trừ 1. X trừ 1 thì phải cộng 4 để bằng nhân cũ nè. Đó. Như vậy cái biểu thức thứ nhất là ổn rồi đó. Cái thứ hai ta tương tự ha. Căn của x trừ 1 và trừ cho 2 nhân 3 nhân cho căn của x trừ 1 và cộng cho 9 để bằng như cũ. Hả? Như vậy nó sẽ biến thành là căn của căn x trừ 1 cộng cho 2 tất cả bên kia. Còn cái căn tiếp theo nó sẽ biến thành căn của mở ngoặc căn x trừ 1 trừ cho 3 tất cả bình phương bằng 5. Có hai cái biểu thức trong cái căn nó biến thành hai cái bình phương ha, rồi lại biến thành trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối của căn x trừ 1 cộng 2, cái này các em học nhiều rồi, cộng cho giá trị tuyệt đối của căn x trừ 1 trừ 3 đó bằng 5. Vậy thôi. Bây giờ các em để ý nè, dĩ nhiên là ta phải có điều kiện gì rồi, dĩ nhiên là ta sẽ có điều kiện là đó là x trừ 1 phải lớn hơn bằng mà không, giờ x phải lớn bằng 1 thì cái căn x trừ 1 này nó mới có nghĩa nè. Như vậy cái căn x trừ 1 này không âm, với cái điều kiện x lớn bằng 1 thì căn x trừ 1 không âm, cộng 2 là thành dương. Như vậy trị tuyệt đối này phá ra luôn đi, là bằng chính nó. Còn cái trị tuyệt đối này thì có thể bằng chính nó, cũng có thể là bằng số đối ha. Tóm lại là ta biến đổi được tới đây đó. Ta biến đổi được tới đó là cũng đáng mừng ha. Rồi bây giờ trường hợp thứ nhất, trường hợp 1 nè. Trường hợp 1 là cái giá trị tuyệt đối này nó bằng chính nó. Thì mình coi giải bài này như thế nào. Nếu bằng chính nó thì ta lại có là 2 lần căn x trừ 1 sẽ bằng 2 trừ 3 là trừ 1, quăng qua kia là 1, 1 cộng 5 là 6. Thì tới đây ta có là căn x trừ 1 sẽ bằng 6 chia đôi là bằng 3. Từ đây các em sẽ suy ra là x trừ 1 bằng 9, vậy x sẽ bằng 10. X sẽ bằng 10, đúng không? Và trường hợp 2, trường hợp 2 là cái giá trị tuyệt đối này là nó bằng số đối. Thì lúc đó là lúc phá tuyệt đối ra nó sẽ không có bằng chính nó mà thành số đối, tức là thành 3 trừ cho căn x trừ 1. Phương trình mới là 0x bằng 0, căn x trừ 1 trừ căn x trừ 1 là hết ha. 5 thì bằng 5. Như vậy là đây vô số nghiệm mà x nào cũng được à? Dạ không được rồi. Giờ ta cần truy lại cái điều kiện để phá được trị tuyệt đối em nhé. Muốn phá được giá tuyệt đối ra như thế này ở trường hợp 1 á, thì căn x trừ 1 nó phải lớn hơn bằng 3. Cái này các em tự giải đi, thì nó sẽ ra là x lớn hơn bằng 10 đó. Như vậy đáp án 10 này là ta nhận nè. Còn tình huống thứ hai là muốn phá giá tuyệt đối này ra là bằng số đối, tức là bằng 3 trừ căn x trừ 1 như thế này á, thì cái tuyệt đối này á
là biểu thức ở phía trong nó phải là âm. Tức là căn x trừ 1 sẽ nhỏ hơn 3. Rồi, các em tự giải cái này, các em sẽ thấy là x sẽ nhỏ hơn 10. Như vậy ở đây là ta giải là phương trình 0x bằng 0. Nhưng mà với x nhỏ hơn 10. Vậy chỗ này có rất nhiều nghiệm, miễn x nhỏ hơn 10 và lớn hơn bằng 1 là được. X lớn bằng 1 là do cái điều kiện xác định ban đầu ha. Giờ đây có vô số nghiệm nhưng mà nghiệm lớn nhất thì cũng vẫn nhỏ hơn 10. Vậy tóm lại là cái nghiệm x bằng 10 ở trường hợp 1 là lớn nhất rồi đó. Vậy ta lấy đáp án là 10 các em nhé. Hơi khó hiểu, nằm trong đội toán, may ra các em mới hiểu được. Ở nít 2 thầy sẽ giải hết các cái ô nó. Bài thi số 2, 12 con giáp. Cho tam giác ABC vuông ở A 3, 4. Vậy theo Pythagore thì cạnh nó bằng 5. Trời, hỏi dễ quá. Tìm tất cả các giá trị x thỏa mãn cái này. Như vậy thì đầu tiên các em phải chú ý là phải có cái điều kiện đó nè. Là x phải lớn hơn hoặc bằng 5 để cho cái căn nó xác định. Căn x trừ 5 xác định đó. Rồi sau đó mình đặt ẩn phụ mình giải ha. Mình đặt đi cái đặt căn của x trừ 5 là bằng y. Từ đây suy ra là x trừ 5 thì sẽ bằng y bình phương. Suy ra x trừ 14 nó sẽ bằng x trừ 5 trừ 9, tức là thành y bình trừ 9. Tự suy ngẫm lên nhé. Lúc đó ta có một phương trình mới, đó là gì? Căn x trừ 5 là thành y, trừ cho x trừ 14 là thành y bình phương trừ 9, tất cả trên 3 cộng cho y bằng 3. Đó. Bây giờ mình quy đồng khử mẫu rồi giải y nhân cho 3 cộng y nè, và trừ cho y bình phương trừ 9 sẽ bằng 3 nhân cho 3 cộng y. Y nhân 3 là 3y, y nhân y là y bình, 3y cộng y bình trừ y bình cộng 9 bằng 33 là 9 cộng 3y. Rồi, y bình trừ y bình là hết nè. Rồi 3y cộng 9, 3y cộng 9 bằng 9 cộng 3y, như vậy ra là ra 0y bằng 0. Như vậy suy ra mọi y đều là nghiệm. Mọi y đều là nghiệm hết. Vậy y nào cũng là nghiệm. Có nghĩa là x nào cũng là nghiệm. Như vậy là ta sẽ có là mọi x đều là nghiệm. Tất nhiên là x phải thỏa điều kiện xác định ha. X phải thỏa điều kiện xác định. Mà x thỏa điều kiện xác định ở đây chúng nghĩ là gì? X lớn hơn bằng 5. Vậy tất cả các số x lớn hơn bằng 5 đều thỏa điều kiện đều là nghiệm hết. Vậy ta lấy đáp án này. Cái này thì bằng 1 kìa. Sin 35 là bằng cos 55. Sin bằng cos góc phụ. Cos bình cộng sin bình của một cùng một góc thì bằng 1. Cái này mình dùng chức năng tính ở trong khóa học V91 thầy đã dạy ha. 1 trên căn bậc 3 của 4 trừ căn 15 cộng cho 4 trừ căn 2 của 15. Rồi lưu nhớ đi, lưu vô x luôn. Rồi giờ kem ứng x mũ 3 trừ 3x cộng 2009. Đáp án bằng 2017 kìa. Cái bài này mà giải tự luận là cả một vấn đề đó nha.
Nếu đây là bài toán học sinh giỏi toán viết á, thì là mệt mỏi luôn á. Nhưng mà đây là toán viên bích. Thôi các em, thầy sẽ trở lại bài đó trong cái khóa học về luyện tĩnh hoặc là thi lớp 10. Bây giờ cái này thì các em biến đổi như thế nào? Rút cos bình ra làm nguyên tử chung đi. Ha? Rút cos bình phương alpha ra làm nguyên tử chung. Thì trong mặt sẽ còn là 1 cộng cho cotang bình. Cotang bình alpha. Đó. Rồi. Bây giờ tiếp tục cos bình ở bên ngoài đó. Thầy để nguyên. Còn cái kia thầy quy đồng. Một là thầy để đó, để dành đó. Còn cotang bình nó sẽ thành là cotang bằng cos trên sin đúng không? Vậy cotang bình là bằng cos bình alpha trên sin bình alpha. Vậy bên này thầy quy đồng mẫu là sin bình alpha. Vậy là số 1 sẽ bằng sin bình trên sin bình. Rồi tới đây các em sẽ thấy là mọi chuyện trở nên đơn giản. Bên này cộng tử với mẫu, tử nó sẽ là sin bình cộng cho cos bình alpha. Rồi bên kia thầy bỏ được rồi. Rồi các em lại để ý tiếp nè. Sin bình cộng cos bình á thì lại bằng 1. Và cái biểu thức này nó lại thành là cos bình nhân cho 1 trên sin bình. 1 trên sin bình alpha. Như vậy nó sẽ bằng cos bình trên sin bình. Cos bình trên sin bình thì chắc các em biết rồi, nó sẽ bằng cotang. Cotang bình alpha, đúng không? Nó sẽ bằng là cotang bình alpha. Đây, đáp án này. Còn khỉ. Cái này bấm game. Căn 10 trừ 2 căn 24. Nó sẽ bằng đáp án 0,449. Thì các em thử coi đáp án nào bên dưới. Căn 6 trừ 2 thử coi. Đúng luôn. Đây, đáp án này kìa. Con dê. Con dê. Ba ba trừ hai là một, hai trừ một là một, căn một là một, đúng. Cho hai số không âm, khẳng định nào số này đúng. Đây là cái bẩn thức Cauchy, thầy dạy trong khóa học về 91 rồi. Bẩn thức Cauchy này, trung bình cộng luôn luôn lớn bằng trung bình nhân ha. Đây là khẳng định đúng. Con chuột. Bài này các em có thể thử bằng máy tính á. 4 cộng căn 7 trừ cho căn của 4 trừ căn 7 trừ căn 2 bằng nhau. Hai cái này bằng nhau, bằng 0. Biểu thức A chính là bằng 0. Rồi. Bây giờ cái này ta có thể làm nhanh như sau. Trong tuần này thầy sẽ cố gắng là hoàn thành cái khóa học V93 để xuất bản cho các em. Chuyên về hình học thôi. Từ hệ thức lượng cho tới tỷ số lượng giác góc nhọn, cho tới hệ thức cạnh góc trong tam giác vuông ha. Rồi đường tròn, vân vân. Các loại góc. Bữa giờ thầy bận quá, công việc không thở nổi luôn. Bây giờ thầy giải bài này bằng kỹ thuật mà thầy sắp dạy trong khóa học V93 thì nó rất là nhanh bằng máy tính á. Còn nếu mà giải bằng toán tự luận thì nó hơi lâu. Ở đây thầy giải bằng toán tư duy bình thường. Hai cos bình alpha trừ 1 thì hai cos bình thầy để nguyên. Trừ 1 thì số 1 thầy có thể đổi thành sin bình alpha cộng cho cos bình alpha.
thì sinh bình cộng cos bình bằng 1 mà. Như vậy ở dưới thầy giữ nguyên. Rồi ở trên cái phá ra, phá ngoặc ra. Rồi rút gọn thì nó sẽ còn lại là 1 cos bình trừ sinh bình. Nó còn lại 1 cos bình. Trừ cho sinh bình. Rồi, ở dưới mẫu thì để nguyên. Chờ đợi. Thì không biết làm gì hết. Tiếp tục ở trên tử thầy dùng hàng đẳng thức thì phá ra. Cos bình trừ sin bình nó sẽ bằng cos cộng sin nhân cho cos trừ cho sin. Ở dưới mẫu để nguyên. Rồi giờ em thấy tử mẫu có thể rút gọn được cái tổng rồi đó. Ta có thể rút gọn cos với sin là còn cos trừ sin. Cos trừ sin này. Đáp án là cos trừ sin ha. Bài thi tiếp theo, bài thi số 3. Đừng để điểm rơi. Chắc là khó đấy. Để hai đường thẳng song song á thì A bằng A phẩy và B khác B phẩy. Ở đây B khác B phẩy rồi, vậy A là bằng 5 nữa là xong. A bằng 5 là song song. Cái này các em có thể bấm máy nếu thích. 9 nhân 64 nhân 0,25. Rồi lấy căn là ra 12 kìa. Rồi. Cái đề này nhìn vô là thấy luôn. À, căn bậc 3. Căn bậc 3 là thầy lấy ở trên này đi. Đây. Căn bậc 3, các em nhìn cái biểu thức trong căn kìa. Cái biểu thức trong căn chính là x cộng 1 tất cả bình. Xin lỗi, x cộng 1 tất cả mũ 3 bằng 1. Không? Cái này là căn bậc 3 của một cái mũ 3 thì nó mất căn. X cộng 1 bằng 1. Vậy x sẽ bằng 0 kìa. Fx bằng x cộng 1, vậy cái này bằng 2017. Ủa sao hỏi lạ trời. Hỏi dễ vậy. Chắc là mới câu đầu à? Hỏi dễ. Bằng 0 thôi. Cái này mới giải nãy nè. Căn 4 cộng căn 7 trừ cho căn 4 trừ căn 7 trừ căn 2 bằng 0 đúng luôn. Đề lớp 9 có vẻ dễ ha. À, cái này các em tìm ít coi. Ít nếu thầy không làm nó sẽ bằng là 1. 1 căn 1 là 1. 1 cộng 1 là 2. 1 cộng 2 là 3, 3, 2, 6. 1 cộng 5 là 6. Vậy nhảm luôn. Bằng 1. Ở đôi lúc mình vẫn nhanh như vậy đó. Rồi. Cái bài này thì theo đề người ta cho là F1 bằng 2. F1 tức là m trừ 1 nhân 1 x bằng 1 đó cộng 2 m trừ 3 bằng 2. Rồi mình tìm m cái nhé. M trừ 1 cộng 2 m trừ 3 bằng 2, nghĩa là 3m sẽ bằng 6 và m sẽ bằng 2. M bằng 2 kìa. M bằng 2 thì lúc đó fx sẽ bằng tất cả chữ m thay số 2. 2 trừ 1 là 1, 1 nghĩa là x. 2 2 là 4, 4 trừ 3 là 1. Vậy là f bằng x cộng 1. Vậy f2 sẽ bằng 2 cộng 1. Suy ra f2 sẽ bằng 2 cộng 1 là bằng 3 ha. F2 sẽ bằng 3.
với giá trị nào thì đồ thị hàm số là trục hoành. Trục hoành là y bằng 0 đó các em. Như vậy là cái vế phải này sẽ bằng 0 nè. Vậy là m bình trừ 2m cộng 1 phải bằng 0, để khi nhân với mọi x đều bằng 0. Vậy là m phải bằng 1. Trục hoành là y bằng 0, còn trục tung là x bằng 0. Phương trình của nó, giá trị nhỏ nhất của cái này, thì cái này cũng dễ thôi các em. Bây giờ các em có cái bức đẳng thức này luôn luôn đúng nè, đúng không? À, cái này dùng bức đẳng thức Bunyakovsky các em. Thầy đã dạy ở V91 rồi. Bài này còn nhiều cách giải nữa, hoặc các em có thể dùng phương pháp thế cũng được. Nếu các em dùng bất thức Cauchy thì các em có thể, nếu các em dùng bất thức Bunyakovsky là các em có thể nhẩm ra là giá trị nhất bằng 8 rồi đó. Còn đây thầy dùng phương pháp thế cũng được, y bằng 4 chữ x này. Như vậy là biểu thức a sẽ bằng x bình cộng cho y bình, tức là 4 trừ x tất cả bình, vậy nó sẽ bằng 2x bình trừ 8x và cộng cho 16. Cái này các em có thể dùng cái kỹ thuật trong khoa học V91 để tìm giá trị nhỏ nhất cho nhanh. 2 nè, trừ 8 nè, 16 nè. Vậy giá trị nhỏ nhất đúng là bằng 8, đạt được khi x bằng 2 các em. Mình sẽ lấy bằng 8, coi lại khoa học V91. Và các em dùng bức thức Bunyakovsky nó cũng ra 8 các em nhé. Coi cho có một đáp án này cho có một đáp án này thì giá trị nhỏ nhất của a phải bằng 8 rồi chứ sao. Rồi tìm x để cái này đạt giá trị lớn nhất. Rồi ta giải nhanh bài này thì trong V91 thầy làm nhiều cái này. A bình phương nó sẽ bằng x trừ 2 cộng 10 trừ x rồi cộng cho 2 lần căn của 2 lần AB đó, trừ 2 nhân cho 10 trừ x đó. Và tới đây là A bình phương nó sẽ bằng là x trừ x là hết, trừ 2 cộng 10 là 8 cộng cho 2 lần căn của trừ x bình phương cộng 12x rồi trừ cho 20. Rồi, cái này thì nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 8 cộng cho 2 lần căn của. Rồi giờ các em dùng chức năng trong V91, các em tìm giá trị lớn nhất của cái biểu thức trong dấu căn này coi. Trừ 1, 12, trừ 20. Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức đó là bằng 16. 16. Cái biểu thức màu xanh này cao nhất là bằng 16 nha. Như vậy giá trị lớn nhất của bên này, giá trị nhỏ nhất của A bình phương là bằng 8 cộng 2 căn 16. Tức là suy ra là A bình phương luôn luôn bé hơn hoặc bằng căn 16 là 4, 4, 2 là 8, 8 cộng 8 là 10, 16. Vậy suy ra là A của chúng ta cao nhất là bằng 4. Đó là max đó. Max A sẽ bằng 4. Nhưng mà ta hỏi là đạt được khi nào nha. Đạt được khi cái chỗ này đạt được max này. Đó. Thì cái chỗ đó các em dùng máy tính, cái chức năng trong V91 thì nó sẽ đạt được khi x bằng 6. Đạt được khi x bằng 6. Vì sao vậy? Vì sao? Thì thầy lôi cái đó ra các em sẽ thấy thôi. Đó. Trừ x bình cộng 12x trừ 20 nó sẽ bằng trừ của x trừ 6 tất cả bình và cộng cho 16, nhỏ bằng 10, 16. Đạt được khi cái chỗ này bằng 0 nè. Không tin các em thử lại đi. Trừ 36 cộng 16 đúng không? Trừ 20 đó ha. Đạt được khi x bằng 6 nè. Ủa sao đây nó có đáp án đây rồi. Đây có đáp án đây rồi nè.
Có đáp án này luôn rồi kìa. Bộ giáo dục để sẵn đáp án luôn rồi. Đi thi mà ta là vậy thì ta sướng à. Rồi rồi rồi. Bây giờ em nhớ đăng ký ngay cái khóa học V92 đi, để luyện hiện tỉnh về phần đại số ha. Còn V93 thì thầy luyện về hình học nha. Ừ vậy thôi. Tạm biệt các em, gặp lại ở nick số 2. Bây giờ thầy rảnh thầy giải luôn nick số 2 nè.